Cậu Bông, xông lên. Là ai? Là ai à? Mọi người, xông lên. Phim được dịch cho Thuyết Minh và lồng tiếng tại iFilm TV. Dừng. Tất cả tập hợp. Sự thể hiện của các nhóm trong buổi tập hôm nay đều rất kém, đặc biệt là nhóm nữ đặc công. Thế mà lại để phe địch bắt được. Nếu đây là chiến trường thực tế, e là các cô đã đi đầu thai rồi. Bằng giáo quan, cô giải thích thế nào với tôi về việc này? Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự bất tài của mình. Nhóm đặc công, ra khỏi hàng. Sẵn sàng nghe lời dạy dỗ của trưởng quan. Tất cả đều là kẻ thua cuộc. Mọi người nghe rõ đây, tăng thêm 2 giờ huấn luyện chuyên sâu mỗi ngày. Không được có sai sót. Rõ. Mạnh lên. Mạnh lên. Bây giờ bắt đầu tập bò về phía trước. Đầu không được cách mặt đất quá 30 cm. Lập tức hành động, bắt đầu. Nhanh lên. Nhanh lên, bò theo đi. Đuổi theo. Tốt lắm, thấp đầu xuống. Mau bắt kịp mọi người. Tiếp tục đi, kiên trì lên. Tôi nói cho cô biết, đầu không được cách mặt đất quá 30 cm, đã nghe rõ chưa? Không cần mạng nữa à? Tiếp tục đi, nhanh lên. Điều quan trọng nhất là tốc độ của các cô, như bộ dạng của cô bây giờ. Tôi nói cô đấy, tôi thực sự không thể bò nổi nữa. Không được nói câu đó.
Nếu lúc luyện tập không cố gắng thì lúc ra chiến trường chỉ có mất mạng thôi. Đã biết chưa? Mau lên. Bằng giáo quan, thuyết minh và cô còn chuyện gì nữa không? Phim TV. Bằng giáo quan, có phải cô có chỗ nào không khỏe không? Là tim? Không. Là chỗ này? Là tâm. Cô thế này là... Anh nghe đi. Được. Thế nào hả? Hình như không có vấn đề gì cả. Quan quân y, anh không phải là một bác sĩ giỏi. Tại sao chứ? Bởi vì anh không thể nhìn thấu trái tim người khác. Cũng có thể. Quan quân y, anh có vợ chưa? Tôi vẫn chưa có. Vậy mẫu người mà anh thích là như thế nào? Cái này thì tôi cũng không thể nói rõ. Phải xem duyên phận. Đúng vậy, quan quân y nên tìm một người tâm đầu ý hợp. Bởi vì anh là người học ở nước ngoài về, anh sẽ không thích một cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Đúng không? Cô nói đúng lắm. Tôi sẽ không bao giờ cưới người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp mặt. Đúng đó, anh nên tự do yêu đương. Tự do yêu đương thật sự khiến cho người ta say đắm mà. Lẽ nào anh chưa từng gặp qua người phụ nữ mà anh thích sao? Cái đó thì vẫn chưa gặp. Tôi nghĩ bây giờ anh đã gặp được rồi. Không, chưa. Tôi vẫn chưa gặp được. Ý tôi muốn nói là bây giờ anh đã gặp được một cô gái thích anh rồi. Tôi đã từng gặp rất nhiều cô gái thích tôi. Nói như vậy,
Quan quân y chắc hẳn rất tự tin về sức hấp dẫn của mình nhỉ? Đúng vậy, tôi vô cùng tự tin. Vậy, tại sao đến bây giờ quan quân y vẫn chưa có một người đẹp nào bên cạnh vậy? Thật ra, tôi đã gặp rất nhiều người đẹp rồi. Có điều, tôi vẫn chưa gặp được người con gái mà tôi thật sự thích. Quan quân y, anh đừng có kiêu ngạo quá đấy. Tôi nói cho anh biết, trên đời có rất nhiều người đàn ông tốt đấy. Tôi xin thề, tận hiến với đảng, làm đúng chức trách, hợp tác chân thành, tuân thủ kỷ luật, ngồi xuống. Khóa huấn luyện gián điệp thứ 14, trường quân sự số 9 quân thống. Hôm nay, bài học đầu tiên sắp sửa bắt đầu rồi. Trước khi chính thức bắt đầu buổi học, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đã từng nói qua những điều không được phép làm. Thứ nhất, không được nói chuyện riêng trong lớp huấn luyện. Thứ hai, không được viết nhật ký. Thứ ba, không được viết thư. Nhưng mà, có người dám làm trái mệnh lệnh, bí mật viết thư cho người nhà. Hứa Tuyết. Có. Cô có viết thư gửi về nhà cho gia đình không? Viết rồi. Được thôi. Vậy thì, hãy đọc thư cô gửi cho người nhà, cho mọi người nghe đi. Không. Thư nhà không thể tùy tiện đưa cho người khác xem được. Càng không thể đọc cho người khác nghe. Thư đang ở chỗ của tôi. Cô không đọc, tôi sẽ đọc hộ cô. Trường quân sự này không tốt như Hoàng trưởng quan đã nói, mà là nơi đào tạo gián điệp, thường xuyên chịu sự đe dọa uy hiếp của cấp trên và khiếp sợ của chó dữ. Con hối hận khi tin lời của Hoàng trưởng quan đó, nhưng con không thể rời khỏi đây. Con sợ họ sẽ khiến con giống như một số người, làm thức ăn cho chó dữ. Hứa Tuyết, cô lại đây. Đây chính là bài học đầu tiên mà tôi dạy cho các cô. Cô viết à? Viết nữa tôi xem. Cô đều nhìn thấy rồi chứ? Nếu có người vi phạm quy tắc của lớp huấn luyện này, tất cả đều phải bị trừng phạt như vậy. Anh quân y.
Cô ấy sao thế? Bị giáo quan trừng phạt đấy. Tên giáo quan này ra tay cũng nặng quá đấy. Đánh người ta ra nông nổi này. Là giáo quan nam à? Không, là giáo quan nữ. Giáo quan nữ. Giáo quan nữ đều ghê gớm như vậy à? Vậy không phải là thật sự trở thành sư tử Hà Đông sao? Nhưng chúng tôi không dám nói giáo quan như vậy. Các cô phải học cách kiên nhẫn. Chờ ra khỏi lớp huấn luyện này rồi thì các cô sẽ được tự do. Cảm ơn quan quân y đã chỉ bảo. Phạt như vậy cũng quá nặng rồi đấy. Cô đã làm gì thế? Tôi đã viết thư cho người nhà. Thư được gửi đi rồi. Không thể nào gửi đi được. Thùng thư ở đây đều bị kiểm tra đấy. Cái gì cô cũng biết thế? Là bằng giáo quan nói cho chúng tôi biết. Cô ấy bảo chúng tôi là đừng tốn công vô ích nữa. Cho dù là bỏ thư vào thùng thư rồi, thư cũng không thể gửi đi được. Cô không thể quơ đũa cả nắm như vậy chứ. Gửi thư, phải xem nội dung thư là gì. Trong thư phải viết là: cha mẹ thân yêu à, chào cha mẹ. Con ở đây mọi thứ đều rất tốt, cha mẹ đừng quá nhớ nhung. Đây có được coi là tiết lộ thông tin không? Dù là thư gì thì cũng không được phép gửi đi. Sau này nếu như các cô muốn gửi thư ra ngoài, cứ giao cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ gửi đi giúp các cô. Nhưng mà nếu để bằng giáo quan biết được, chúng tôi sẽ lại bị phạt đấy. Cô đó ngây thơ quá rồi. Chỉ cần tôi không nói, các cô không nói, thì cô ấy sẽ không bao giờ biết được. Lẽ nào cô ấy dám đến đây để kiểm tra tôi sao? Quân hàm của tôi cao hơn cô ấy mấy cấp đấy. Tôi là thiếu tá, còn cô ấy chỉ là trung úy thôi. Trời, quan quân y, anh giỏi thật đấy. Còn trẻ như vậy mà đã là thiếu tá rồi. Thật không thể tin được. Cái này có là gì? Tôi là du học sinh từ Đức trở về. Bằng giáo quan không thể so sánh với tôi được. Hả? Hóa ra quan quân y là du học sinh Đức à? Cô Hứa, cô không có vấn đề gì lớn. Tôi đã kê cho cô một ít thuốc. Sau khi cô uống nó sẽ cảm thấy đỡ hơn. Cảm ơn. Quan quân y, cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ? Tôi vốn dĩ là bác sĩ mà. Ở đây lâu như vậy rồi, còn không đi mau. Nào, từ từ thôi. Cẩn thận. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con?
không thấy cảnh giết người thì không dám giết người. Chỉ luyện tập trong lớp thôi thì cả đời cũng không lên được chiến trường. Khi nhìn thấy kẻ thù thì tim đập tay run, không thể xuống tay. Bài học hôm nay của chúng ta là các cô phải tự tay trừng phạt một đám tử tù vô cùng độc ác, không đội trời chung với chúng ta. Đám tử tù này chuẩn bị riêng cho các cô đấy. Đây cũng là tử tù mà Hoàng giáo quan chọn để huấn luyện các cô. Hy vọng các cô sẽ không nương tay. Được rồi, bây giờ các cô hãy tự kiểm tra đồ đạc để tránh xảy ra sai sót vào lúc quan trọng. Rõ. Phương Trinh, tôi hơi hồi hộp. Không phải bình thường cô tập bắn rất chuẩn sao? Đó chỉ là cái bia, còn lần này là người sống đấy. Như nhau cả thôi, xem họ như người chết là được. Đừng lo lắng. Được rồi, đã đến lúc xuất phát. Rõ. Phim được dịch, thuyết nhanh xuống xe, xếp hàng. Nghiêm. Nghỉ. Báo cáo trưởng quan, mọi thứ đã sẵn sàng. Được, đi xem nào. Vâng. Đám người này đều là tội phạm chính trị, là những thành phần chống phá chính phủ, là những kẻ vô cùng tàn ác. Bây giờ tôi giao cho các cô nhiệm vụ kết liễu mạng sống của bọn họ, cũng để rèn luyện ý chí, lòng dũng cảm và sự quyết tâm của các cô. Được rồi, bắt đầu đi. Rõ. Nâng súng. Không được nương tay. Mau nâng súng lên. Sao các cô lại muốn tôi chết? Tôi đã phạm tội gì chứ? Làm cô ta ngậm miệng. Rõ. Còn như thế nữa thì cô sẽ bị phạt. Ngắm chuẩn. Chấp hành nhanh lên. Rõ. Nổ súng, mau lên. Cô ta không trúng đạn. Lấy súng ngắn ra, xông lên, nhanh. Ngắm chuẩn vào đầu, mỗi người bắn vào đầu họ thêm vài phát nữa.
báo cáo trưởng quan, các tử tù đều đã chết. Rất tốt. Còn phải huấn luyện dao găm. Cơ hội tốt như vậy, không dám cầm dao đâm vào tim người chết thì sao có thể xuống tay với người sống được chứ? Rõ. Lấy dao găm ra. Đâm thêm vài nhát vào tử tù. Tẩy Đông Mai, cô thực hiện trước. Vâng. Rất tốt. Phương Trinh, tới lượt cô rồi. Rút dao ra, lau sạch máu đi. Nhanh lên đồ vô dụng. A Tuyết, tới cô rồi. Ra tay đi. Nhanh lên. Đồ vô dụng. Làm giống như tôi. Nhanh lên. Tôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô tỉnh lại rồi. Tại sao tôi lại ở đây? Là Phương Trinh và Hoắc Tú Quyên đưa cô đến đây. Trên pháp trường. Cô đã ngất đi. Tôi đã bắn người ta. Tôi đã làm chết người. Bọn họ đã chết trước mặt tôi. Hứa Tuyết. Cô là quân nhân. Quân nhân thì phải giết người. Tôi sợ. Tôi thật sự rất sợ. Tôi đã bắn bọn họ. Hứa Tuyết, cô quen rồi sẽ ổn thôi. Nhưng mà bảo tôi ra tay với người khác, tôi không bao giờ làm được. Cô có tin vào vị thần nào không?
Không. Không tin. Cô có biết không? Ngay cả con trên ngoan đạo cũng ra tay với người khác. Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa. Được rồi, đừng nói nữa. Cô nên nghỉ ngơi thêm. Được rồi, đừng khóc nữa. Có gì buồn cười sao? Một nam một nữ ở riêng trong phòng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nghi hoặc. Cô nói gì vậy? Tôi đến thăm học trò của tôi. Anh sẽ không phiền chứ? Hứa Tuyết, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Mau về phòng đi. Không, cô ấy phải nằm ở đây thêm lát nữa. Tình trạng của cô ấy vẫn cần quan sát thêm. Quan Quân Y, có phải anh cảm thấy hứng thú với cô ấy không? Bằng giáo quan, cô đừng quên, tôi là bác sĩ, cô ấy là bệnh nhân của tôi. Tôi không nằm dưới trướng quản lý của cô. Hơn nữa, chiếu theo quân hàm, cô không có quyền quản tôi. Nhưng mà Hứa Tuyết, cô ấy lại dưới trướng quản lý của tôi. Cô ấy cần nghỉ ngơi. Cô ấy không muốn người khác làm phiền mình. Được thôi, Hứa Tuyết, cô cũng phải biết chừng mực. Hứa Tuyết, cô đừng căng thẳng. Đưa tay đây. Quan Quân Y, rốt cuộc tôi bị bệnh gì vậy? Không có gì, chỉ là tinh thần bị căng thẳng quá mức. Nhưng tôi lại mong mình bị bệnh nặng, mãi mãi nằm trên giường bệnh. Hứa Tuyết, cô đừng nghĩ như thế. Cô vẫn còn trẻ, ngày tháng sau này vẫn còn dài. Đây là nước đường nho. Uống đi, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ở đây thiếu sự ấm áp và tình bạn. Những người ở nơi này đều trở nên tàn nhẫn và ích kỷ. Mỗi ngày tôi như đang sống trong hầm băng.
Cô đừng nghĩ nhiều. Phim đầu của cô Thuyết Minh và lồng tiếng còn choáng không? TV. Cô phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng suốt cả đêm tôi không thể ngủ được. Tại sao? Tinh thần của tôi sắp sụp đổ rồi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cô đó, sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút. Vách tường có tay. Cô phải học cách thích nghi với nơi này. Anh từng làm chết ai chưa? Chưa từng. Nếu người ta bắt anh ra tay với ai đó, anh có làm không? Là một quân nhân, nếu cần phải xuống tay với kẻ thù, tất nhiên tôi sẽ chấp hành mệnh lệnh. Nhưng mà tôi thấy người phụ nữ đó, cô ấy không giống người xấu. Hứa Tuyết, bằng giáo quan yêu cầu cô quay lại ký túc xá ngay lập tức. Nhưng cô ấy vẫn đang bệnh. Bằng giáo quan ra lệnh cho cô ta về ký túc xá nghỉ ngơi. Đợi một chút. Cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn. Sao cô lại đến đây? Lính của cô đã đi rồi.
Tôi đến săn sóc anh. Tôi không kiểm soát được bản thân. Tôi không thể khống chế bản thân mình nữa. Nhanh đi mà. Mau lên. Ôm lấy tôi đi. Báo cáo. Vào đi. Cô Hứa. Hoàng trưởng quan. Bằng giáo quan kêu tôi đến đây. Vào đây đi. Ngồi đi. Học trò không dám. Không cần khách khí. Chính tôi đã chọn cô vào lớp huấn luyện. Thì càng không cần khách khí làm gì. Ngồi đi. Hoàng trưởng quan, ngài muốn dạy tôi học gì vậy? Trong 36 kế có một kế gọi là mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế chính là một bên lợi dụng sắc đẹp để dụ dỗ bên còn lại, khiến hắn điên đảo để đạt được mục đích của mình. Quân đội chúng ta cũng thường dùng thủ đoạn này dụ dỗ kẻ địch và đánh cắp thông tin. Cô Hứa, nếu chúng tôi giao cho cô một nhiệm vụ như vậy, bảo cô đi quyến rũ một người đàn ông, cô sẽ phát huy sự quyến rũ của mình như thế nào? Không biết. Không được. Như vậy thì cô không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cô sẽ phải nhận hình phạt của tổ chức. Xin Hoàng trưởng quan chỉ bảo. Đầu tiên, cô phải khiến cho người đàn ông đó mê muội cô. Hiểu không? Dùng tình yêu giả tạo để lừa dối người khác. Không. Tôi sửa cho cô hai điểm sai. Không phải tình yêu, mà là sắc dục. Không phải lừa dối, mà là dụ họ vào bẫy. Dù sao, cũng giống nhau cả thôi. Cũng có thể nói là giống nhau. Cách này quá đê tiện.
Đê tiện. Cũng có thể nói là đê tiện. Để đạt được mục đích, chúng ta phải tận dụng mọi thủ đoạn. Miễn có thể đạt được mục đích, chúng ta không cần quan tâm cách làm này có đê tiện hay không. Hoàng trưởng quan, chúng tôi đều là con gái nhà lành. Chúng tôi không muốn dùng thân thể của mình để đổi lấy thông tin. Nói đúng lắm. Những người chúng tôi chọn lựa đều là những cô gái xinh đẹp và trẻ trung. Nếu cô hứa là người phụ nữ vừa già vừa xấu, tại sao chúng tôi chi nhiều tiền để đào tạo các cô? Thì ra là thế. Tôi không muốn làm. Không muốn. Tôi đã sớm nói rồi, chỉ cần bước chân vào tổ chức này thì không có thứ gọi là muốn hay không muốn. Chỉ có thực hiện mệnh lệnh. Ở đây, thứ gọi là ý chí cá nhân chẳng có nghĩa lý gì hết. Hiểu không? Đứng lại. Cô phải dám gần gũi với đàn ông, hiểu không? Hoàng trưởng quan, tôi vẫn là con gái. Ra khỏi đây thì hết là con gái rồi. Nhưng mà tôi đã có vị hôn phu. Ông hãy tha cho tôi đi. Tôi đã nói rồi, ở đây không cho phép quân nhân nào kết hôn, hiểu không? Có hiểu không? Hoàng trưởng quan, Hoàng trưởng quan. Vậy là xong rồi đó. Sau này, cô không còn gì phải băn khoăn nữa. Cô có thể mạnh dạn đi quyến rũ đàn ông, khiến họ cắn câu và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Súc sinh! Đúng là gái tơ. Hứa Tuyết à, cô sao vậy? Tôi không còn mặt mũi để gặp người khác nữa. Để tôi đi chết đi. Đi đâu đó, không được ra ngoài. Buông tôi ra, mấy người buông tôi ra. Quay lại, tôi không muốn sống nữa. Để tôi đi đi. Quay vào trong. Buông tôi ra. Hứa Tuyết à. Hứa Tuyết, tôi không muốn sống nữa. Hứa Tuyết, thả tôi ra. Cô bị sao vậy? Cô bình tĩnh lại đi. Hứa Tuyết à, bình tĩnh lại nào. Hứa Tuyết, cô bị sao vậy? Để tôi đi đi. Hứa Tuyết, tôi không còn mặt mũi để sống nữa. Có chuyện gì vậy? Tôi không còn mặt mũi để sống nữa. Hoàng trưởng quan, Hứa Tuyết này tinh thần không bình thường. Kể từ ngày cô ta trở về từ Pháp Trường thì thành như thế.
Thả tôi ra. Đứng dậy. Trói cô ta lại. Thật sao? Là như thế ạ. Để tôi yên. Tránh xa tôi ra. Trói chặt lại. Cấm nhúc nhích. Khi du học ở nước ngoài, tôi từng nhìn thấy chứng bệnh này. Tôi dám chắc cô ấy mắc phải chứng tâm thần phân liệt. Thật quá đáng tiếc. Đúng vậy. Hoàng trưởng quan không nhận ra cô ấy không giống người bình thường sao? Thật sự không giống. Người khác rất dễ cam chịu những gì thực tế đang xảy ra, nhưng cô ấy lại không chịu chấp nhận thực tế. Tôi thấy cô ấy không thể làm việc trong quân đội. Vậy thì tôi cũng đành miễn cưỡng từ bỏ. Không thể hạ sát cô ta. Việc khử cô ta không tốt cho danh dự của Hoàng trưởng quan. Hơn nữa, cô ấy cũng không thể gây nguy hại cho ngài. Tinh thần của cô ấy đã không còn bình thường nữa rồi. Được rồi, đưa cô ta đến bệnh viện lớn kiểm tra đi. Nếu cô ta thực sự bị điên thì tôi sẽ thả cô ta ra. Rõ. Buông ra. Thả tôi ra. Đồ súc sinh. Đừng gây chuyện nữa. Đi đi. Mấy người là đồ súc sinh. Hứa Tuyết, buông tôi ra, buông ra. Đã giả điên thì phải giả điên đến cùng. Muốn ra ngoài thì chỉ có cách duy nhất này thôi. Quan sát cô ta vài ngày trước đã. Đưa cô ta vào phòng giam. Rõ. Đi. Thả tôi ra ngoài. Có ai không? Thả tôi ra ngoài đi mà. Thả tôi ra. Thả tôi ra ngoài. Thả tôi ra đi. Có ai không? A Tuyết. Xin được Tuyết, thuyết minh và lồng tôi đến thăm cô đây. Phương Trinh. Phương Trinh à. Hoàng Phi, ông ta. Ông ta đã. Không cần nói nữa. Mấy người chúng tôi đều bị ông ta giở trò đối bại. Ông ta là một tên súc sinh. Ông ta là quái vật đội lốt người. Ông ta là thứ mặt người dạ thú. Đây chính là ổ sói. Cô nên cam chịu số phận. Chúng ta là cừu trong hang sói. Chỉ có thể để sói tùy ý ăn, tùy ý chà đạp. Không có cách nào khác. Trừ khi chúng ta cũng biến thành sói. Phương Trinh, tôi không muốn sống nữa. Tôi không thể tiếp tục sống như thế này. Bị người ta sỉ nhục như vậy còn khó chịu hơn cái chết. A Tuyết, cô phải nghĩ thoáng hơn.
đừng nói nữa. Tôi bây giờ không còn dũng khí để sống tiếp. Bây giờ tôi cảm thấy sống cũng là một loại tội lỗi. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng sự nhục nhã này. A Tuyết, A Tuyết, cô định làm gì vậy? A Tuyết, cô nghĩ thoáng chút đi. Cô phải mạnh mẽ lên. A Tuyết à, cô đừng khuyên tôi nữa. Cô đừng làm chuyện ngu ngốc mà. Đối với tôi, cái chết là một sự giải thoát. A Tuyết, cô định làm gì vậy? A Tuyết, có ai không mau đến đây đi. Mở cửa. A Tuyết, A Tuyết ơi, mau đỡ cô ấy dậy. A Tuyết, nhanh, nhanh đưa cô ta đến bệnh xá đi. A Tuyết. Hứa Tuyết, cô thấy thế nào rồi? Hứa Tuyết, cô muốn làm gì? Cô sao vậy? A Tuyết, đừng làm loạn nữa. A Tuyết, cô sao vậy? Các cô có biết tôi là ai không? Thôi nào, nghe lời đi mà, đừng quậy nữa. Buông ra, cô bình tĩnh lại đi. Đây là đâu vậy? Lên giường đi mà, đây là đâu vậy? Lên giường đi mà, buông tôi ra. Bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi, đừng làm loạn nữa. Mấy người làm gì vậy hả? Hoàng trưởng quan, cô ta thật sự điên rồi sao? Đúng vậy, cô ta điên thật rồi. Đưa cô ta vào nhà thương điên ngay lập tức. Không thể để cô ta chết ở đây. Rõ, tôi sẽ làm ngay. Từ từ thôi. Cẩn thận. Bằng giáo quan, cô đi đâu thế? Tôi muốn biết là Hứa Tuyết thật sự đã bị điên rồi hay là đang giả điên. Bằng giáo quan, cô nghi ngờ chẩn đoán của tôi sao? Ai tôi cũng nghi ngờ cả. Có lẽ đó là thói quen nghề nghiệp của tôi rồi. Cô. Thôi được, tùy cô thôi. Chúng ta đi thôi. Buông tôi ra, thả tôi ra. A Tuyết, cô sao vậy? Tôi không muốn sống nữa, tôi không muốn sống nữa. A Tuyết, cô bình tĩnh lại đi. Cô cũng đừng sống nữa. Cô đi cùng tôi đi. Tề Đông Mai, kéo cô ta ra coi. Vâng, cô cũng đừng sống nữa. A Tuyết, thả tôi ra. Thả tôi ra, thả tôi ra. Thả tôi ra.
Tôi không muốn sống nữa, thả tôi ra. Buông tôi ra, thả tôi ra. Đừng quậy nữa, thôi mà. Tôi không muốn sống nữa, buông tôi ra. Thôi mà, ngồi yên đi được không? Thả tôi ra. Tôi không muốn sống nữa. Thả tôi ra đi mà. Chờ một chút, tôi liên lạc trước đã. Chào bạn học cũ. Văn Minh đấy à? Lâu rồi không gặp mà trông anh vẫn còn trẻ như vậy. Anh thì lại già hơn rồi đấy. Sao rồi? Vẫn ổn chứ? Cũng tạm ổn. Lát nữa anh cứ nói là bệnh nhân cần nhập viện để điều trị. Sau này tôi sẽ giải thích cho anh hiểu nhé. Nhờ cả vào anh đấy. Không có gì. Vào đi. Để bác sĩ kiểm tra. Vào đi. Lối này. Từ từ thôi. Bộ dạng của cô ấy như vậy, sao tôi có thể kết luận cô ấy có bị tâm thần hay không được? Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy, bởi vì cô ấy gây náo loạn trên đường. Chắc là do liều lượng thuốc hơi nhiều. Làm thủ tục nhập viện đi, chỉ có nhập viện mới có thể kiểm tra kỹ lưỡng. Tôi cần biết kết quả ngay bây giờ. Chúng tôi cần thời gian để quan sát. Các cô phải kiên nhẫn chờ đợi. Gọi cô ta dậy là được thôi. Không phải tôi đã nói rồi sao? Liều lượng thuốc an thần quá lớn. Có lẽ cô ấy phải ngủ một ngày một đêm. Bác sĩ, trưởng quan của chúng tôi có chỉ thị. Nếu cô ta thực sự bị điên, thì cứ để cô ta chết trong bệnh viện. Còn nếu cô ta giả điên, thì anh phải thông báo cho chúng tôi. Được rồi, cô quay lại báo cáo với Hoàng trưởng quan đi. Tôi ở lại đây đợi. Không, tôi cũng muốn ở lại đây. Tôi phải đợi kết quả của cô ta xem thế nào. Thank you.
nhanh đến đây, nhanh đến đây, thiên binh thiên tướng tới rồi, hoàng trưởng quan bị thiên binh thiên tướng ăn mất rồi, mọi người mau đến đây, nhanh nào, hoàng trưởng quan bị thiên binh thiên tướng ăn thịt rồi, nhanh lên nào, nhanh lên, nhanh lên, hoàng trưởng quan bị thiên binh thiên tướng ăn mất rồi, nhanh lên nào, mau đến đây, nhanh lên nào, mau lên đi. Mau tới đây, mấy người, giữ cô ấy lại. Anh biết không, tôi sẽ cho anh biết một bí mật. Hoàng trưởng quan bị thiên binh thiên tướng ăn mất rồi. Thật đó, anh cũng biết mà. Hoàng trưởng quan bị thiên binh thiên tướng ăn mất rồi. Mau giữ cô ấy lại, giữ cô ấy lại. Mau đến đây, đứng lại, đừng chạy. Cô đi đâu vậy? Đứng lại, có nghe không hả? Nhanh đến đây đi. Hoàng trưởng quan bị thiên binh thiên tướng ăn mất rồi. Thật đấy, bình tĩnh, đứng lại, bình tĩnh đi. Cùng tôi về phòng, mau đến đây đi. Hoàng trưởng quan bị thiên binh thiên tướng ăn mất rồi. Trở về phòng thôi, đừng gây náo loạn nữa. Mau trở về phòng thôi. Cô ta điên thật rồi, đưa cô ấy vào khu điên đi. Nhanh đưa cô ấy vào khu điên đi. Buông tôi ra, đừng làm loạn nữa. Bạn học cũ Vân Minh, tôi đang đợi anh đây. Anh định sẽ làm gì? Tôi định sẽ cùng cô ấy bỏ trốn. Ngồi đi đã. Hôm nay rất cảm ơn anh. Không có gì. Anh thực sự yêu cô ấy rồi sao? Có thể thấy là cô ấy là một cô gái tốt. Chỉ tiếc là tinh thần của cô ấy bị kích thích một chút. Nhưng đâu thể trách cô ấy được. Cô ấy đã làm gì sai chứ? Cô ấy còn chưa phải là quân nhân nữa. Thực ra, chúng tôi là đồng bệnh tương lân. Lúc đầu, tôi tràn đầy nhiệt huyết khi trở về Trung Quốc. Tôi đã nghĩ là mình sẽ sử dụng những kiến thức y học của mình làm điều gì đó cho Tổ quốc, cho đồng bào. Nhưng nào ai có ngờ, tôi lại bị lừa vào quân đội. Anh có biết quân đội là nơi như thế nào không? Đó là một nơi đầy bóng tối. Khắp nơi đều là âm mưu và máu tanh. Anh có biết mấy năm nay tôi đã sống như thế nào không? Trong lòng tôi cảm thấy rất đau khổ, cảm thấy rất chán nản. Tôi vô tình trở thành tòng phạm. Tôi dần trở thành một người vô hồn, giống như một xác chết biết đi vậy. Tôi cứ tưởng cả đời mình đến đây là hết rồi. Nhưng không ngờ tôi lại gặp được cô ấy. Con tim tôi như được sống lại một lần nữa. Tôi lại có hy vọng sống, lại có dũng khí để làm một con người mới. Bạn học cũ, anh có thể hiểu cho tôi không? Anh nhất định sẽ giúp tôi, phải không? Nhưng chuyện này rất phức tạp. Quân đội không đùa được đâu. Bọn họ đều là những tên ma vương tàn sát người mà không chớp mắt. Tôi biết hết chứ. Nhưng cô ấy không thể quay lại nơi đó, và tôi cũng không thể quay lại.
Tôi muốn cược một ván. Bây giờ thì dễ dàng rồi, hai người có thể đi mà không bị ai theo dõi. Nhưng sau một thời gian, họ cử người đến xem cô Hứa thì sao? Tôi nghĩ kỹ rồi. Bệnh viện của chúng ta, ngày nào mà chẳng có người qua đời. Chúng ta hoán đổi họ là được. Được đấy. Ý tưởng của anh cũng không tệ. Đây là một chiếc đồng hồ vàng từ Đức. Tôi giữ nó cũng chẳng có ích gì. Tặng cho anh đấy. Thôi, anh làm gì vậy? Anh cứ cầm lấy đi. Thay vì chờ đợi sau này họ đến tìm người, thì tốt hơn hết là để họ quay lại ngay bây giờ. Yên là, anh đừng tính nữa. Cứ để tôi sắp xếp. Alo, cho tôi mượn 428. Cứu với, cháy rồi, cứu cháy rồi. Nhanh lên, cháy rồi. Cháy rồi, cháy rồi, mau đi thôi. Đi. Đi. Nhanh lên, dập lửa đi, nhanh nào. Dập lửa đi, mau đến đây, dập lửa. Cháy rồi. Nhanh lên. Nhanh lên, mang nước đến đây, nhanh nào. Mau đến dập lửa đi. Nhanh lên, cháy lớn rồi. Nhanh chóng dập lửa, nhanh dập lửa đi. Nhanh lên. Nhanh nào. Nhanh lên nào. Nhanh dập lửa. Nhanh nào. Nhanh. Ai ở trong đó vậy? Chính là cô gái bị điên mới đến. Sao cô ta lại ở trong đó? Hồi nãy cô ấy không chịu ngủ, cứ chạy tới chạy lui la hét. Tôi mới tiêm thuốc an thần cho cô ấy, xong cô ấy chạy đến đây, rồi tự nhốt mình lại. Sau đó thì phóng hỏa. Mau cứu hỏa đi. Nhanh lên. Cô ta đúng là chán sống rồi. Một người đã mất lý trí thì chuyện gì cũng dám làm. Tôi phải đi cứu cô ấy. Cứ để cô ta bị thiêu cháy trong đó đi. Dù sao thì để cô ta sống tiếp cũng là một mầm họa. Đi dập lửa đi. Nhanh lên, dập lửa đi. Mau cứu hỏa. Nhanh lên, mau dập lửa đi. Cứu hỏa đi. Nhìn này, ôi trời ơi, cô ấy bị cháy đen rồi. Phải đó, bị cháy đen luôn. À Tuyết à. Đáng sợ quá đi. Đúng vậy, lửa lớn quá mà. Thuốc cũng bị cháy hết rồi. Phải làm sao đây? Bệnh viện của các anh làm ăn kiểu gì vậy? Tôi sẽ tố cáo chuyện này lên cấp trên của các anh. Cô đưa đến đây một bà điên. Tôi còn chưa nói gì. Cô ta đã đốt nhà kho của chúng tôi. Trong đó chứa rất nhiều thuốc đấy. Các cô nên bồi thường cho chúng tôi mới đúng. Các anh không trông chừng cô ta cho kỹ, để cô ta bị thiêu sống. Một mình cô ta đáng giá ngàn vàng đấy. Các anh hiểu chưa? Người nên bồi thường tổn thất là các anh. Đừng cãi nhau nữa. Cô ấy đã mất rồi đấy. Thôi được rồi, hai người nể mặt tôi đi. Chúng ta đừng đề cập đến chuyện bồi thường nữa. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì không hay tí nào. Hai người mỗi người viết một bản báo cáo đi. Đi thôi. Đi nào. Được. Chúng ta đi.
quan quân y. Chẳng lẽ anh muốn đi cùng Hứa Tuyết à? Tôi thấy buồn trong lòng. Các cô về trước đi. Hứa Tuyết không còn nữa. Để tôi xem anh còn nghĩ đến ai. Lái xe. Hứa Tuyết, ra đây nào. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Người cô nên cảm ơn không phải là tôi, mà là quan quân y cơ. Quan quân y, cảm ơn anh nhé. Đừng nói thế nữa. Này, hai người mau ra ngoài bằng đường cửa phụ trước khi trời sáng. Nếu không lại xảy ra chuyện gì thì tôi không xử lý được nữa đâu. Cảm ơn anh nhé. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Cứ đi khỏi đây trước đã. Mẹ kiếp, tốn cả một ngày vô ích. Huyết Minh và lồm tiếng tại Infinity. Biết vậy xử cô ta sớm cho rồi. Mệt không? Cũng tạm tạm. Cô Hứa, hôm nay chúng ta nghỉ lại đây một đêm đi. Được, mời vào. Hai người thuê phòng mà. Phải, chúng tôi thuê phòng. Chúng tôi có phòng dành cho vợ chồng. Rất sạch sẽ. Có vừa ý hai người không? Không phải. Chúng tôi thuê hai phòng. Đúng rồi, thuê hai phòng. Được, phục vụ. Tôi đây ạ. Hai phòng ở trên lầu. Chăm sóc tốt cho hai vị khách này đấy. Được rồi, mời hai vị. A Tuyết, em nhìn kìa, trăng hôm nay tròn biết bao. Nó tượng trưng cho tình yêu của chúng ta. Tình yêu của chúng ta cũng sẽ viên mãn như vậy. Ngồi xuống nào. Đúng vậy. Anh xem kìa, Niu Lang và Chức Nữ hôm nay cũng gặp lại nhau rồi. Mọi người đều nói khi Niu Lang và Chức Nữ gặp lại nhau thì trời sẽ đổ mưa. Đó là nước mắt của họ đó.
Vậy tại sao hôm nay lại không có mưa? Bởi vì hôm nay hai chúng ta được ở bên nhau. Niu Lang và Trước Nữ nhìn chúng ta ở bên nhau cũng hạnh phúc cho chúng ta. Họ hạnh phúc đến mức quên cả việc khóc luôn. A Tuyết, anh ước gì chúng ta luôn hạnh phúc như bây giờ, trọn đời trọn kiếp, mãi không chia lìa. Cho dù em có đi đến tận cùng trái đất thì anh cũng sẽ đi tìm em. Trần Văn, đừng nói thế. Em sẽ không bao giờ buông tay anh. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, mãi mãi. Cho dù không còn sống nữa thì em... Không, anh không cho phép em nói những lời không may mắn này, biết chưa? Không ai có thể chia cách chúng ta được. Để chúng ta được yêu nhau mãi mãi. A Tuyết, cô sao thế? Tôi không đi nổi nữa. Tôi cũng mệt rồi. Chúng ta ngồi nghỉ một lát đi. Cứ tiếp tục đi như vậy, còn phải đi bao xa nữa mới đến nơi thế? Không sao đâu, chỉ cần đến thành phố phía trước. Tôi sẽ tìm một người bạn cũ làm ngân hàng. Sau khi đến đó, tôi sẽ mượn cậu ấy ít tiền. Nhưng mà với tình hình hiện tại của anh, liệu cậu ấy có cho anh mượn tiền không? Có chứ. Hồi đi học quan hệ của chúng tôi rất tốt đấy. Cậu ấy chắc chắn cho tôi mượn tiền. Khi chúng ta mượn được tiền, chúng ta có thể ngồi xe để đi rồi. Nào, chậm thôi. A Tuyết, thế nào rồi?
Bây giờ tôi không đi nổi nữa. Nào, ngồi xuống nghỉ một lát đi. A Tuyết, đừng sợ, có tôi đây rồi. A Tuyết, anh yêu em. Nhưng mà em đừng nói nhưng mà nữa. Anh biết em có một người bạn trai tên là Trần Văn, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta nên ở bên nhau mới phải. A Tuyết, em giận anh sao? Không. Đã lâu như vậy rồi, có lẽ tên Trần Văn đó đã sớm kết hôn rồi. Không thể nào. Nhất định anh ấy vẫn đang đợi em. A Tuyết, liệu anh ta có chấp nhận thuyết minh và lồng mọi thứ đã xảy ra với em trong trường không? A Tuyết, tất cả những thứ đó anh đều thấu hiểu. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Sau này anh sẽ mở một phòng khám nhỏ. Anh có kiến thức y học. Anh có thể chữa bệnh cho người khác. Không có nhiều bác sĩ như anh ở Trung Quốc. Nếu không phải Hoàng Phi ép anh gia nhập vào quân đội, có lẽ bây giờ anh đã trở thành bác sĩ nổi tiếng rồi. Anh sẽ khiến em hạnh phúc. Văn Minh, anh đừng nói nữa. Trong lòng em bây giờ rất rối. Anh hãy để em được yên tĩnh, có được không? Được rồi, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Anh đợi em. Sắp mưa rồi, chúng ta tìm nơi nào đó để trú mưa thôi. Đi thôi. Chậm thôi. Không sao chứ? Không sao. A Tuyết, em xem, bên kia hình như có một cái hang. Đi thôi. Đúng là ông trời phù hộ cho chúng ta tìm được cái hang này. Đây không phải là hang ổ của loài động vật nào đấy chứ? Anh nghĩ là không. Lúc chúng ta đi trên đường cũng không gặp sói hay hổ gì. Đi thôi, cẩn thận đấy. Vậy lỡ chúng ta gặp chúng ở đây thì sao? Gặp chúng rồi cũng không sợ. Em quên rồi sao? Anh có mang theo súng bên người đấy.
May mà anh có súng. Nếu không, em đã bị dọa chết khiếp từ lâu rồi. Nào. Nào, A Tuyết, chúng ta ngồi ở đây đi. A Tuyết, em có đói không? Không đói. Sáng nay, lúc ở nhà trọ ấy, em đã ăn no rồi. Em đừng có lừa anh. Cả ngày hôm nay, em đã ăn gì đâu. Sao không đói được chứ? Anh còn nói em. Cả ngày hôm nay anh cũng đâu ăn gì. A Tuyết, trời lạnh rồi. Khoác cái áo này vào đi. Không, mặc đi, không đâu. Văn Minh à, em. Thế nào? Đỡ lạnh hơn chưa? Văn Minh, chúng ta đều là người gặp nạn. Sau này đừng có phân biệt như vậy. Đúng. Hơn nữa, anh vì em đã đánh mất hết tất cả. Không sao, chúng ta đừng nói cái này nữa. A Tuyết, món ăn yêu thích của em là gì thế? Bánh gạo cay. Bánh gạo cay. Vậy em thích màu gì nhất? Màu trắng. Vậy em thích đọc sách gì nhất? Văn Minh, sao anh lại hỏi em những thứ này? Anh, anh muốn hiểu em nhiều hơn. Em thích gì và không thích gì, anh đều muốn biết. Như vậy, anh mới có thể yêu em tốt hơn. Văn Minh, sao anh lại tốt với em như thế? Anh cũng không rõ nữa. Hình như có rất nhiều lý do, nhưng lại như không có lý do gì cả. Anh muốn ở bên cạnh em. Khi ở cạnh em, trong lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm thấy rất vui vẻ. Anh muốn được chăm sóc em, muốn cho em một cuộc sống vui vẻ. Anh ngốc thật đấy. Anh có thể tìm một cô gái tốt hơn em, một cô gái trong trắng hơn em. Không, A Tuyết, em là một cô gái tốt. Trái tim em rất thuần khiết. Hai chúng ta đều từng trải qua đau khổ và trắc trở. A Tuyết, vì vậy anh nghĩ rằng chúng ta sinh ra dành cho nhau. Số trời đã định, chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Càng hiểu được cách trân trọng lẫn nhau. Em nói xem, em, A Tuyết,
Vân Minh. A Tuyết. Vân Minh. Vân Minh. Tuyết, em sao thế? Anh thật lòng yêu em. Em phải tin anh. Vân Minh, lòng em bây giờ rất rối. Những ngày này em đã trải qua rất nhiều chuyện. Cuộc sống ở trường quân sự giống như một cơn ác mộng vậy. Muốn quên cũng quên không được. Em, A Tuyết, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chúng ta sắp bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Đến thành phố tiếp theo, chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng trong lòng em vẫn không quên được Trần Văn. Không, em là của anh. Anh muốn cưới em. Em là của anh. Không ai có thể cướp em khỏi anh hết. Ai? Tôi chỉ đi ngang thôi. Đi ngang qua thì mau đi tiếp đi. Đường bên ngoài trơn trượt không dễ đi. Tôi muốn ở lại đây một đêm. Không được, không được. Nơi này đã có người rồi. Bên ngoài lại sắp mưa rồi. Trời lại lạnh như vậy. Anh để tôi vào trong đi. Không được. Đứng lại. Nếu anh còn bước tới tôi sẽ nổ súng đấy. Nổ súng? Chỉ vì tôi muốn vào trong cái hang này mà anh nổ súng? Đúng. Anh mau đi đi. Tôi không tin. Anh sẽ nổ súng, bắn một người qua đường vô tội như tôi. Đứng lại. Nếu cậu còn bước tới, tôi thật sự sẽ nổ súng đấy. Văn Minh, đừng mà. Có lẽ anh ta chỉ vô tình đi ngang qua. Cứ để anh ta vào đi. Cô là ai? Sao giọng của cô lại quen như vậy? Có phải là A Tuyết không? Không phải anh đang mơ đấy chứ? Anh là Trần Văn đây. Em là A Tuyết sao? Trần Văn. A Tuyết. Trần Văn. A Tuyết. Thật sự là em rồi. Anh tìm được em rồi. Cuối cùng anh đã tìm được em rồi. Trần Văn, sao anh lại ở đây?
Nói em biết đi, anh luôn đi tìm em. Tìm em sao? Thật chứ? Thật đó. Cho dù em đi đến đâu, anh cũng sẽ tìm ra em. Cho dù có chết, anh cũng phải tìm được em. Trần Văn. Anh chính là... Người này là quan quân y. Chính anh ấy đã cứu em khỏi miệng cọp. Quan quân y, cảm ơn anh rất nhiều. Không cần đâu. Anh không cần cảm ơn tôi. Bởi vì... tôi sắp trở thành chồng của cô ấy rồi. Cái gì? Anh vừa nói gì? Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Cậu hiểu chưa? A Tuyết, có thật không? Văn Minh, anh đừng nói thế. Em A Tuyết, anh yêu em đấy. Hơn nữa, em đã là người của anh rồi. A Tuyết, em nói đi. Lời hắn nói có thật không? Em nói gì đi? Hắn nói dối đúng không? Em nói đi, Trần Văn, anh ta đang lừa anh. Anh ta nói dối. Anh Trần này, anh mau đi đi. Anh về nhà đi. A Tuyết không thuộc về anh. Anh A Tuyết, khoảng thời gian này, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không quan tâm. Thật đấy. Bởi vì anh biết, đó không phải những gì em muốn làm. Em bị người ta ép buộc. Anh sẽ không quan tâm. Anh sẽ không trách em. Thật đấy, A Tuyết. Em trở về cùng anh đi. Trần Văn, anh thật sự tha thứ cho em sao? Thật mà. Lời anh nói đều là thật. Em phải tin anh. A Tuyết, em đừng nghe những gì anh ta nói. Em phải tin anh. A Tuyết, xin em hãy tin anh. Những gì anh nói đều là thật. Anh có thể thề với trời, nếu Trần Văn Anh nói dối nửa lời, sẽ bị thiên lôi trừng phạt. Văn Minh. Văn Minh ơi, anh ta đã đi rồi. Anh ấy là người tốt. Nếu không có anh ấy, thì em không thể nào trốn thoát được. Anh biết. A Tuyết, anh sẽ không hận anh ta. Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi. Chúng ta đến rồi.
cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Đúng vậy. A Tuyết, mau vào nhà đi. Còn anh thì sao? Anh, đi, vào cùng với em. Anh. Cha, mẹ, con về rồi đây. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Cha. Cha. Mẹ, là con đây, con trở về rồi. Sao không có ai thế? Kỳ lạ. Sao trong nhà không có ai hết vậy? Có khi nào họ có việc gì ra ngoài rồi không? Nhưng mà sao cửa lại mở chứ? Cô không ngờ tới chứ gì? Bằng. Bằng giáo quan. Chúng tôi phát hiện một chiếc giày ở hiện trường. Mà kích thước của chiếc giày này nhỏ hơn số đo của cô. Cô muốn thế nào? Ngoan ngoãn theo tôi trở về. Không. Tôi sẽ không bao giờ trở về cùng các cô. A Tuyết, cô sắp tốt nghiệp rồi, mau cùng tôi trở về. Cha mẹ cô đang nằm trong tay tôi. Nếu như cô không quay về cùng tôi, thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của họ. Được rồi, tôi sẽ đi cùng các cô. Các cô thả cha mẹ tôi ra. A Tuyết, em không thể đi theo bọn họ. Trần Văn, nhớ anh chăm sóc cho cha mẹ em. Tiếp sau, em nhất định sẽ làm vợ của anh. Không, được rồi, dẫn cô ta đi. Anh không thể để em đi. Trần Văn, anh sẽ không để em đi. Buông ra. Các người không thể đánh anh ấy. A Tuyết, chúng tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh. Mong cô phối hợp. Không nói nữa, lên xe. A Tuyết, A Tuyết ơi, A Tuyết, A Tuyết em ơi, A Tuyết, A Tuyết. A Tuyết, A Tuyết. Ông trời ơi, sao ông lại bất công như vậy? Sao ông lại đối xử với con như vậy? Tại sao? Tại sao chứ? Đặt xuống.
từ từ thôi. Cô nằm xuống đi, tôi đi lấy cho cô ít nước. Thế nào? Cô muốn chạy? Chạy có thoát không? Rồi cũng bị bắt lại thôi. Suýt nữa thì làm mồi cho chó rồi. Cô. Cô đã tuyên thệ lại chưa? Dù sao thì vẫn còn sống. Sau này đừng ngốc như thế nữa. Sau này tôi sẽ không như thế nữa. Nào, ngồi dậy uống miếng nước đi. Rốt cuộc quan quân y đã trốn đâu mất rồi? Tôi thực sự không biết. Hành động lần này phải cẩn thận. Đội 1 sẽ do Tiểu Minh phụ trách. Cậu xem, mai phục ở đây. Tiểu An sẽ phụ trách đội 2. Các cậu sẽ tập hợp ở nơi này. Như vậy sẽ tạo thành một vòng vây lớn. Chúng ta sẽ đánh từ hai phía. Đội trưởng La. Tiểu An. Đội trưởng La. Trần Văn. Cậu đi xem thử. Tiểu An. Trần Văn. Cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Đúng vậy. Đội trưởng La đâu? Trong hang động đấy. Vào trong rồi nói tiếp. Được. Tiểu Lưu, Trần Văn, chào anh, cậu trở về rồi. Trần Văn, đội trưởng La, chào anh, cậu tìm thấy bạn gái chưa? Tìm thấy rồi. Nhưng cô ấy lại bị bắt đi rồi. Cô ấy bị bắt đi đâu? Nói là trường quân đội gì đấy? Vậy cậu tính làm gì? Tôi muốn tham gia vào đội ngũ của các anh. Được. Chào mừng cậu gia nhập. Vậy sau này chúng ta là đồng chí. Anh có thể dạy chữ cho tôi không? Đúng đấy, Trần Văn. Sau này chúng ta đã là đồng chí rồi. Cậu có ý kiến gì thì cậu cứ nói đừng có ngại. Trong đội du kích chúng ta, mọi người đều là anh em. Đúng đấy, còn thân thiết hơn anh em ruột nữa đấy. Đội trưởng La, anh đưa tôi một khẩu súng đi. Tôi muốn tự tay trừ khử cái tên giáo quan gì đấy. Trần Văn, tuyệt đối không được hành động một mình. Mọi thứ đều phải nghe theo sắp xếp của tổ chức. Chờ vài ngày nữa, vài đội du kích trong quân khu của chúng ta sẽ sát nhập với nhau, tạo thành một trung đội. Khi ấy chúng ta sẽ có nhiều người hơn. Đúng, đúng đấy. Các bạn, khóa huấn luyện gián điệp thứ 14 của trường quân đội số 9 sắp tốt nghiệp rồi. Sau khi tốt nghiệp, các cô sẽ được phân công đến các trạm đội. Trong bài kiểm tra hôm nay, tôi hy vọng mọi người có thể biểu hiện thật tốt, đạt được thành tích xuất sắc, trung thành với đảng. Rõ. Đội trưởng La, anh ăn chút lương khô đi. Được, Trần Văn của anh đây. Cảm ơn cậu. Đội trưởng La, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì thế? Kế hoạch tiếp theo, chúng ta sẽ chia thành 3 bước. Trần Văn, cấp trên chọn hai chúng ta đi huấn luyện. Nghe nói sau khi huấn luyện sẽ vào nội thành làm việc. Vào nội thành? Vậy làm việc gì thế? Tất nhiên là bí mật làm việc rồi. Tổ chức đảng trong nội thành đã bị phá. Cấp trên muốn điều động một nhóm người có văn hóa để gây dựng lại tổ chức. Bằng trạm trưởng, những hiệu thuốc trong thành phố này tôi đã điều tra kỹ lưỡng. Hiệu thuốc lớn nhất là do anh họ của vợ của anh trai, của vợ ba, của tư lệnh cảnh vệ thành phố này mở ra. Chủ yếu buôn bán các loại thuốc chống viêm như penicillin. Hiệu thuốc Tây lớn thứ hai do một tiến sĩ y học từng du học nước ngoài đứng tên.
Người này 43 tuổi, mất vợ, chỉ có một đứa con trai. Đứa con trai này hơn 20 tuổi, sinh viên năm nhất đại học, tư tưởng cấp tiến. Cô nghĩ trong số bọn họ, ai là người đáng nghi nhất? Trạm trưởng, tôi cảm thấy con trai của chủ hiệu thuốc này luôn có tư tưởng cực đoan chống phá chính phủ. Hơn nữa, cậu ta còn từng tham gia biểu tình chống chính phủ do trường học tổ chức. Chỉ cần cạy được miệng của nữ đảng viên cộng sản đó, mọi chuyện sẽ rõ ngay thôi. Rốt cuộc cô có nói hay không? Tôi sẽ không nói gì cả. Cô. Báo cáo bằng trạm trưởng, tất cả hình cụ đều đã sử dụng hết rồi. Nhưng cô ta vẫn không chịu nói đã mua thuốc từ hiệu thuốc nào. Nói đi. Nếu như cô chịu nói, tôi sẽ thả cô ra. Không. Các người nằm mơ đi. Các người dù có đánh chết tôi cũng sẽ không nói đâu. Không ngờ cô là một người phụ nữ cứng cỏi đến vậy. Lẽ nào cô không có con, không có chồng sao? Cô thật sự muốn rời bỏ họ sao? Loại phụ nữ như cô cũng xứng đáng nhắc đến chồng và con sao? Lẽ nào cô không có chồng sao? Đúng. Tôi nhớ ra rồi. Đám gián điệp các cô không được phép kết hôn. Loại phụ nữ như cô cũng không xứng kết hôn. Bởi vì cô giống như loài cầm thú. Không có nhân tính. Không biết yêu là gì. Cầm miệng. Nếu như tôi nói ra thì đồng nghĩa là phản bội. Tôi có thể làm như thế sao? Bây giờ tôi cho cô 3 phút để suy nghĩ. Người đâu? Dắt chó của tôi lại đây. Chó là loài phổ biến nhất trong quân đội của chúng tôi, cũng là một trong những vũ khí hiệu quả nhất. Các người còn độc ác hơn cả loài cầm thú. Nhưng mà các người đã quên một điều. Các người không thể tiêu diệt thể xác của tất cả mọi người. Bởi vì như vậy, giai cấp thống trị của các người sẽ không thể tồn tại được. Không ngờ cô cũng cứng miệng đấy. Chờ khi chó của tôi ăn từng bộ phận trên cơ thể cô, tôi tin là cô sẽ quỳ xuống cầu xin tôi. Cô sẽ khóc lóc van xin tôi tha cho cô. Cô lại sai nữa rồi. Dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không cầu xin cô đâu. Con người chỉ có thế thôi. Nếu ngay cả chết còn không sợ thì còn sợ gì nữa chứ? Rốt cuộc Đảng Cộng sản đã cho cô lợi ích gì để khiến cô không tiếc mạng sống mua thuốc cho bọn họ? Vậy cô không hiểu rồi. Bởi vì cô là một loài cầm thú. Cô không hiểu lý tưởng của con người. Nếu như có lý tưởng thì điều gì cũng có thể hy sinh được hết. Được rồi. Cô nói đủ chưa? Thời gian đã hết rồi. Rốt cuộc cô có nói hay không? Cô ra tay đi. Lũ súc sinh. Tôi không sợ các người đâu. Cắn chết cô ta cho tôi. Cắn cô ta đi.
đến đây, hẹn gặp lại. Báo cáo. Vào đi. Báo cáo trạm trưởng. Cô ta chết rồi. Chúng ta đã quá nóng vội. Một khi cô ta chết rồi, đầu mối cũng đứt đoạn. Bảo Tề Đông Mai dẫn người kiểm tra tất cả các hiệu thuốc trong thành phố cho tôi. Kiểm tra kỹ sổ sách và nhà kho của họ. Rõ. Báo cáo. Vào đi. Báo cáo bằng trạm trưởng. Cho đến hiện tại, Kỷ Nam đã đến ngôi nhà đó 3 lần rồi. Cậu ta đi tìm ai vậy? Một người họ Cao, là nhân viên phòng in ấn ở trường đại học của Kỷ Nam. Cô đã điều tra rõ ràng rồi chứ? Chắc chắn. Cậu Cao Đạt này chỉ làm việc ở phòng in vài tháng. Phòng in không có nhiều thông tin về người này. Chỉ nói cậu ta là một thanh niên 25 tuổi, nam, đã từng đi học, sắp chữ và kiểm tra từ đều được. Cậu ta từ đâu đến vậy? Phòng in cũng không rõ. Chỉ nói là cậu ấy tự tiến cử mình đến làm nhân viên ở đó, để chứng minh mình là người có trình độ văn hóa, còn đặc biệt viết một bài báo. Lấy cho tôi xem. Vâng. Chữ viết rất đẹp phải không? Cậu ấy có nhiều bạn ở trường đại học. Có một số người bạn giống như Kỷ Nam. Tôi nghĩ người này nhất định là người của tổ chức ngầm của Đảng Cộng sản, được cử đến làm việc trong trường học. Cậu ta dùng thân phận của nhân viên phòng in làm vỏ bọc để tiếp cận nhân viên nhà trường và học sinh nhanh hơn, dễ dàng kích động phong trào sinh viên. Phân tích của bàng trạm trưởng rất có lý. Vậy thì người mua thuốc của Kỷ Nam chắc chắn là người này. Khi cậu ta biết được người liên lạc đã bị bắt, cậu ta lập tức biến mất. Trạm trưởng, xem ra cái cậu Kỷ Nam này vẫn chưa gia nhập Đảng Cộng sản. Nếu không thì cái cậu Cao Đạt này sẽ nói cho cậu ấy biết địa điểm sẽ chuyển đi. Cô nói rất đúng. Kỷ Nam chắc chắn chưa gia nhập Đảng Cộng sản, nhưng cậu ta cố công tìm kiếm Cao Đạt như vậy, tôi nghĩ mối quan hệ của họ không bình thường. Bây giờ manh mối đã bị đứt đoạn rồi. Trạm trưởng, người hãy đưa ra chỉ thị tiếp theo học trò nên làm gì ạ? Không, manh mối vẫn chưa bị đứt đoạn. Chắc chắn họ đang bí mật theo dõi Kỷ Nam và chúng ta. Khi cậu ta biết người liên lạc bị bắt không liên quan gì đến Kỷ Nam, có khả năng cậu ta sẽ lại đi gặp Kỷ Nam. Hơn nữa bây giờ Đảng Cộng sản đang cần thuốc. Tất cả các hiệu thuốc trong thành phố đều bị chúng ta kiểm tra rất chặt. Chắc chắn cậu ấy sẽ đi tìm Kỷ Nam một lần nữa. Học trò khâm phục phân tích của cô. Để kiểm soát chặt Kỷ Nam hơn, tôi kiến nghị cô cùng cậu ta chơi trò mèo vờn chuột. Bây giờ, cậu ta vẫn là một tên mọt sách thực thụ. Rõ, thưa trạm trưởng. Cậu ta có bạn gái chưa? Chưa có. Vậy thì càng tốt. Cô có thể mặc sức chơi đùa, đưa đẩy mập mờ với cậu ta, tận hưởng niềm vui theo đuổi tình yêu giữa nam và nữ. Rõ, thưa trạm trưởng.
Nhưng hãy nhớ kỹ, không thể chơi giả làm thật. Sẽ không, thưa trạm trưởng. Cậu ta vẫn còn là trai tân. Tôi tin chắc cậu ta sẽ nhanh chóng rơi vào lưới tình. Vâng. Ông Kỳ, cô Mai, ngài đến rồi. Có thể mời tôi nhảy một điệu không? Ông Kỳ, ông quả thật rất phong độ. Ông chủ Kỳ càng ngày càng trẻ trung, càng ngày càng đẹp trai. Gặp gã nào, cô cũng nói như thế sao? Tôi tin chắc là vậy. Tất nhiên là không rồi. Trong tất cả các bạn nhảy, người tôi thích nhất chính là ông chủ Kỳ. Cô thích tiền trong túi của tôi phải không? Thật là mất hứng. Ông chủ Kỳ lúc nào cũng nói mọi thứ trắng trợn như vậy. Thật khó nghe nha. Chẳng lẽ các cô làm phụ công nữ không phải là để kiếm tiền trong túi đàn ông sao? Tất nhiên là phải rồi. Nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng tôi không biết yêu ai. Nếu chúng tôi nhảy với người khác một cách máy móc, thì với những người đặc biệt như ông, là nhảy bằng con tim. Nói như vậy, tôi cũng là người đặc biệt mà cô quan tâm đến, đúng không? Chẳng lẽ ông chủ Kỳ không nhìn ra có rất nhiều quý cô quan tâm đến ngài sao? Nếu nói về đại gia giàu có, tôi đã thấy không ít người. Tôi không so nổi với họ. Tôi chẳng qua chỉ là một chủ hiệu thuốc nhỏ. Làm sao tôi có thể khiến các vũ công đều đem lòng yêu tôi chứ? Ông chủ Kỳ, qua bên kia ngồi đi. Được, được. Ông chủ Kỳ, ông không biết gì cả. Đại gia thì không hiếm thấy, nhưng bọn họ đều có tam thê tứ thiếp. Còn ông thì sao? Trong nhà không có phụ nữ. Thật không nghĩ đến, các cô lại nắm rõ cuộc sống của tôi đến như vậy. Đó là tất nhiên rồi. Đàn ông độc thân như ông chủ Kỳ luôn khiến phụ nữ chúng tôi quan tâm. Ông chủ Kỳ là người có tu dưỡng. Người phụ nữ nào không muốn gửi gắm đời mình cho một người đàn ông như ông? Theo như cô nói, ngày mai tôi không dám đến nữa. Nếu thật sự như vậy, tôi sẽ là người đầu tiên cướp ông chủ Kỳ.
A Linh. A Linh. Ông chủ kể, đây là người chị em mới đến của chúng tôi, tên là A Linh. Chắc hẳn ông sẽ thích kiểu cô gái không đỏm dáng, đáng yêu thuần khiết như này đúng không? Ông chủ kể, ông đúng là có mới nới cũ nha. Vừa nhìn thấy A Linh thì không muốn nhảy với tôi nữa rồi. Được rồi, tôi tắt thành cho hai người. Hai người, nhảy một bài đi. Cô Linh, mời. Cô Linh trông giống như một sinh viên. Vì sao lại đến đây làm vũ công nữa? Xin lỗi, hỏi đến nỗi buồn của A Linh tiểu thư rồi. Xin lỗi cô. Không sao, tôi đang muốn tìm ai đó để chút bầu tâm sự. Cô nói đi. Cha tôi là một giáo viên. Trong nhà có 5 người con. Cha tôi vì bệnh tật mà tạ thế. Cả nhà 6 người chúng tôi sống dựa vào nghề may vá và giặt quần áo của mẹ. Cuộc sống rất khó khăn. Tôi cắn răng bước chân vào vũ trường. Thật là không may. Cảm ơn ông đã thương cảm. Cô Linh xuất thân từ một gia đình trí thức, người trong nhà sao lại để cô đến nơi này làm vũ nữ thế? Không nói nữa, chúng ta qua bên đó nghỉ ngơi đi. Nào, mời. Mẹ tôi không biết tôi đi làm ở đây. Nếu như mẹ tôi biết, bà ấy sẽ không cho phép tôi đến đây. Tôi nói với họ là tôi làm việc ở xưởng kéo sợi, làm ca đêm. Nữ công nhân trong xưởng kéo sợi rất nhiều. Thật ngại quá. Vừa quen biết mà tôi đã làm ông mất hứng rồi. Nào, tôi nhảy với ông thêm một bài nữa nhé. Không không, như này rất tốt. Phục vụ, hai tách cà phê. Tôi muốn nói chuyện thoải mái với cô Linh. Như này so với khiêu vũ tuyệt vời hơn rất nhiều. Sao lại như vậy? Không phải ông đến đây để nhảy sao? Đúng là tôi đến đây để khiêu vũ. Nhưng mà sau khi gặp được cô Linh, xin mời quý khách, tôi chỉ muốn uống cà phê và được nói chuyện cùng với cô vài phút. Nếu như ông bởi vì tôi mà không còn tâm trạng khiêu vũ nữa, ông chủ sẽ sa thải tôi mất. Tôi có một cửa hàng nhỏ. Nếu cô Linh không chê,
thì cô có thể đến chỗ tôi làm việc. Chuyện này thế nào? Một cô gái như cô ở trong thùng nhuộm lớn như thế này, chỉ cần vài tháng thôi là sẽ bị tha hóa. Cô phải nhân lúc chỉ vừa mới đến, chưa bị vấy bẩn, phải rời khỏi nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt. Thưa ông, nếu như ông gọi nơi đây là một thùng nhuộm lớn, vậy tại sao ông phải đến đây mỗi tối chứ? Tôi với cô không giống nhau. Ở độ tuổi tôi bây giờ lại còn là một người đàn ông, đây chỉ là trò tiêu khiển hàng ngày, chỉ lãng phí những ngày tháng của mình cứ thế mà sống cho qua ngày. Còn cô thì khác. Cô là một nụ hoa mới bắt đầu hé nở, lại đang tuổi xuân thì đến những nơi như thế này, không thể tránh khỏi việc sẽ bị kẻ xấu bắt nạt và chiếm đoạt, hủy hoại cuộc đời của cô. Cô chỉ vừa đến đây, nếu cô ở thêm một đoạn thời gian nữa, chắc chắn sẽ có kẻ xấu muốn ra tay với cô. Chuyện như vậy không ít, tôi đã thấy nhiều rồi. Cho nên là tôi khuyên cô nhân lúc chưa bị những kẻ xấu này để ý, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ông nói rất có lý. Thưa ông thật sự là người tốt. Nói như vậy là cô đồng ý đến chỗ của tôi làm việc rồi đúng không? Tôi còn phải bàn bạc chuyện này với mẹ tôi. Chẳng lẽ cô làm nhân viên của tôi không vừa ý bằng làm vũ công ở đây sao? Không, không phải như vậy. Vậy thì tốt. Ngày mai cô hãy đến hiệu thuốc này tìm tôi. Tôi tên Kỷ Trường Sinh. Ông Kỷ thật sự là ân nhân cứu mạng của gia đình tôi. Hãy để tôi cúi người cảm tạ ông. Không cần đâu. Sau này cô chỉ cần chăm chỉ làm việc cho tôi là được rồi. Được rồi, mời. A Linh, vừa rồi ông chủ Kỷ nói gì với cô vậy? Không có gì cả. Có phải là mời cô đến chỗ ông ta qua đêm không? Không, tôi thấy ông ta là một người đứng đắn. Người đứng đắn? Người đứng đắn sao có thể đến chỗ chúng ta chứ? Đàn ông đến chỗ của chúng ta không phải đều là vì tìm đàn bà để giải tỏa sao? Không, ông ấy không nói gì quá đáng, cũng không làm gì cả. Loại người như ông ta là nguy hiểm nhất đó. Sao lại vậy? Loại người như ông ta giỏi nhất là lừa đảo. Ông ta không phải là loại đàn ông vừa gặp đã nóng lòng muốn ôm lấy cô. Ông ta là một kẻ đạo đức giả, giả vờ đứng đắn rồi sau đó dụ cô vào trong. Ông ấy không phải là người đàn ông chỉ ham muốn cơ thể phụ nữ. Ông ấy không chỉ muốn cơ thể của cô, ông ấy còn muốn trái tim của cô. Trời ạ, sao cô biết nhiều như vậy? Tôi đã làm việc này bao nhiêu năm rồi chứ? Côn đồ, kẻ lưu manh, vô lại, ác bá, cường hào, bạm trợn, trai ngành, ông trùm, đại quan quý nhân. Ngoài ra còn có những người ăn xin tệ hại, tên bịp bợm, du thủ du thực. Có loại nào mà tôi chưa từng tiếp? Số đàn ông ngủ với tôi không phải chục cũng phải trăm. Có loại đàn ông nào tôi chưa từng thấy? Vậy theo cô thấy ông Kỷ này là người như thế nào? Ông ta sao? Chẳng qua ông ta từng du học nước ngoài, nhưng ông ta không phải là kẻ ngốc. Ông ta cũng lăn lộn trên xã hội nhiều năm như vậy rồi, không dễ động vào đâu. Hôm nay tôi hơi không khỏe, tôi về trước đây. Này, như vậy sẽ bị ông chủ trừ lương đó. Cô giúp tôi xin nghỉ phép, giúp tôi đi mà. Xin cô đó. Được rồi,
Linh. A Linh, em gái nhỏ. Cô còn trẻ tuổi và đơn thuần, nhưng nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi nhớ kỹ rồi. Được rồi, đi đi. Báo cáo. Vào đi. Bằng trạm trưởng, tôi đã nói chuyện với kỷ trường sinh đó rồi. Ông ấy đã mời tôi nhảy, và ông ấy mời tôi làm việc ở hiệu thuốc của ông ấy. Nhanh như vậy? Tôi vẫn chưa đồng ý với ông ta, chỉ nói là muốn bàn bạc lại với gia đình một chút. Nói như vậy, ông ta vô cùng tin tưởng lời nói dối của cô. Ngoài mặt thì ông ấy rất đồng cảm với tôi, biểu cảm lộ ra vẻ thương hại và liên tục bày tỏ mong muốn cứu tôi khỏi hố lửa. Đến làm việc trong cửa hàng của ông ấy. Tốt. Rất tốt. Điều đó có nghĩa là cô rất xuất sắc, diễn xuất rất thành công. Cảm ơn bằng trạm trưởng đã khen ngợi. Chẳng lẽ ông ấy trước giờ nghi ngờ điều gì về cô sao? Vẫn chưa ạ. Cô hãy đồng ý với ông ấy, giả vờ như rất biết ơn ông ấy, sau đó đến hiệu thuốc của ông ấy làm việc. Nhưng mà nếu ông ta yêu cầu đến thăm nhà tôi thì phải làm sao? Ví dụ như ông ấy muốn thăm mẹ tôi, hoặc gửi cho tôi thứ gì đó. Vậy thì để ông ta đến thăm là được. Đến lúc đó, tùy tiện dẫn ông ta đến một nơi nào đó. Mọi người đều là diễn viên giỏi mà. Rõ. Chỉ có như vậy ông ta mới không nghi ngờ tôi. Sau khi cô đến hiệu thuốc của họ, đừng hỏi thêm điều gì. Cần quan sát nhiều, nghe ngóng nhiều. Dùng mắt, dùng tai, dùng tâm. Báo cáo kịp thời cho tôi. Rõ. Thưa bằng trạm trưởng, nếu như cô có thể bắt được con cá lớn này, tôi sẽ đề xuất với cục trưởng thăng cấp và khen thưởng cho cô. Rõ. Khoan đã. Nếu như cô ở hiệu thuốc nhìn thấy kỷ nam dẫn Phương Trinh đi vào, thì phải giả vờ không quen biết Phương Trinh. Phải cẩn thận, không được lòi đuôi. Rõ, thưa bằng trạm trưởng, tôi biết rồi. Lại đến đây rồi. Nhưng lần này em không phải là vũ nữ nữa, mà là thư ký của anh. Vậy là em không còn phải nhảy với những gã đàn ông đáng ghét kia nữa. Vậy em cũng ghét anh à? Không phải đâu. Ông Kỷ, A Linh, hai người đến rồi. Mời vào trong. Được rồi. A Linh, em đẹp quá. Có phải anh đã ngon ngọt với nhiều cô gái rồi không? Không đâu. Không tin thì em có thể điều tra. Tại sao em phải điều tra chuyện này? Có cần thiết phải như thế không? A Linh, sao đến tận bây giờ mà em vẫn chưa hiểu trái tim anh vậy? A Linh, anh thực sự yêu em mà. Nhưng sao thế? Em ghét anh đến vậy sao? Không. Ý em là anh là một ông chủ lớn, gia đình giàu có, mà em chỉ là một cô gái nghèo. Nhưng em còn trẻ và xinh đẹp.
Em có rất nhiều điều mà anh không sánh bằng. Điều gì vậy? Là tình yêu. A Linh, anh thật sự rất yêu em. Anh chưa bao giờ yêu một người nhiều như vậy. Từ khi nhìn thấy em, anh đã nhớ mong em bất kể ngày đêm. Cứ như được trở lại là một thanh niên vậy. Giống như khi còn trẻ, tình yêu cũng mãnh liệt như vậy. Ông chủ Kỳ, em về trước đây. Em đừng đi, tối nay chúng ta uống với nhau một ly nhé. Chuyện này e là không hay lắm. Làm gì có, đừng khách sáo nữa, đi thôi. Hiện tại, tình thế của chúng ta đang rất tốt. Đảng đã công nhận những công tác ngầm của chúng ta. Gần đây, Kỳ Nam thế nào rồi? Mời uống trà, cảm ơn. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Kỷ Nam bây giờ đang bị đặc vụ theo dõi. Vậy chúng ta phải làm gì? Sau khi điều tra, việc đồng chí của chúng ta bị bắt giữ không liên quan gì đến Kỷ Nam. Kỷ Nam là một thanh niên rất chính trực. Điệp viên đang theo dõi cậu ấy là vì muốn dùng cậu ấy làm mồi để câu được cá lớn. Họ muốn phá hoại tổ chức ngầm của đảng ta. Vậy chúng ta không thể bị kẻ thù phát hiện được. Phải để Kỷ Nam nhanh chóng chuyển đi thôi. Nếu âm mưu của kẻ thù không thành công, chắc chúng sẽ làm hại Kỷ Nam mất. Vậy tôi lập tức thông báo cho anh ấy, để anh ấy tìm cơ hội chuyển đi. Không, không, cậu không nên đi gặp cậu ấy nữa. Chắc bây giờ cậu ấy cũng đang tìm cậu. Ngoài ra cũng đừng dùng cái tên Cao Đạt nữa. Phía điệp viên chắc chắn cũng đang tìm Cao Đạt. Vậy phải làm sao đây? Cậu hãy viết cho cậu ấy một lời nhắn, rồi tôi sẽ cho người đưa cho cậu ấy. Tôi nghĩ là tôi nên tìm anh ấy thì tốt hơn. Nếu không anh ấy sẽ không tin. Cậu ấy biết là lời nhắn của cậu mà. Cậu ấy thấy tín hiệu của cậu thì chắc chắn sẽ tin thôi. Được rồi, làm theo lời anh vậy. Em làm sao thế? Cuộc
đời em đến đây coi như bỏ rồi. Em đã mất đi thứ ngàn vàng của người con gái. Nhưng đây có phải lần đầu của em đâu. Anh nói nhảm. Sao anh có thể nói như vậy chứ? Em không biết đấy chứ. Những người đàn ông có kinh nghiệm thì đều có thể phân biệt được hết đấy. Anh sỉ nhục tôi như vậy, tôi không muốn sống nữa. Thôi mà, em đừng như thế. Cứ cho là anh vừa đùa với em đi, có được không? Tôi nói cho anh biết, mặc dù tôi xuất thân nghèo khó, nhưng tôi là một cô gái tử tế. Ngay cả khi tôi từng là một vũ nữ, thì tôi cũng chưa bao giờ buông thả bản thân. Tôi chỉ thích cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa. Cho nên mới. Đây thực sự là lần đầu tiên của tôi. Đêm qua, chính anh đã chuốc say tôi còn gì. Do anh hết. Do anh hết đấy. Được, được, được. À, Linh à, cho dù đây có phải là lần đầu hay không, thì anh vẫn yêu em. Yêu em thật lòng. Anh nhất định sẽ cưới em. Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Em cũng thích anh, nên mới như thế chứ bộ. Anh biết mà. Sau này, anh, em phải làm sao đây? Hay là em chuyển đến sống với anh đi? Sống chung sao? Không. Gia đình em chắc chắn sẽ phản đối việc em sống chung với một người đàn ông. Anh nhất định sẽ cưới em. Chuyện này nhất định phải có sự đồng ý của mẹ em. Nhưng em đã là người của anh rồi. Sao em có thể lấy người đàn ông khác được? Không, em sẽ không bao giờ lấy người đàn ông khác đâu. Chỉ là chuyện này, ý em là chuyện hôn nhân đại sự, nhất định phải được mẹ em đồng ý. Mong là mẹ em đồng ý cho anh cưới em. Em cũng hy vọng vậy. À, Linh à, báo cáo bảng trạm trưởng, A Tuyết đã về rồi. Tốt, bảo cô ta vào ngay. Rõ. Báo cáo trạm trưởng, tôi về rồi. Mọi việc phát triển thế nào rồi? Mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Tất cả đều nằm trong dự liệu của cô. Hắn mê cô rồi sao? Vâng. Tốt. Cô đã ngủ với hắn luôn rồi sao? Vâng, còn quá sớm. Thời cơ còn chưa chín muồi. Cô phải biết, khi một người đàn ông có được một người phụ nữ quá dễ dàng, thì hắn cũng sẽ nhanh chóng chán cô ta. Cứ thế này, thì hắn sẽ đuổi cô ra ngoài mất. Rất bất lợi cho chúng ta. Ông ta muốn cưới tôi. Nhưng tôi chưa đồng ý với ông ta. Không, đồng ý với ông ta đi. Đồng ý với ông ta sao? Nhưng tôi không muốn cưới ông ta. Cô nghĩ cô sẽ gả cho ông ta thật sao? Cô nghĩ cô thật sự phải cưới hắn à? Thật sự phải làm vợ hắn sao? Xin trạm trưởng chỉ dạy thêm cho tôi. Ngồi đi. Vâng.
Cô phải biết là một gián điệp thông thường không được phép kết hôn. Cho dù có kết hôn, thì cũng là hôn nhân giả. Khi nhiệm vụ hoàn thành, mối quan hệ vợ chồng của hai người tự nhiên sẽ biến mất. Tôi không hiểu. Ý tôi là một cặp vợ chồng giả phải y như cặp vợ chồng thật, thậm chí còn giống hơn cả vợ chồng thực sự. Tôi đã nói rồi, gián điệp quân sự thì cái gì cũng phải biết, phải học cách diễn xuất và phải diễn thật hơn cả thật. Vâng. Có tình huống bất thường nào khác không? Chưa có ạ. Hãy nhớ đừng để lộ danh tính. Rõ. Còn gì nữa không? Nếu ông ta yêu cầu tôi sinh con cho ông ta, thì tôi phải làm gì? Đồng ý đi. Gì cơ? Tôi thật sự phải sinh con cho ông ta sao? Không. Ý tôi là đồng ý xuống. Nhưng nếu sau một thời gian, ông ta phát hiện ra tôi không mang thai, thì chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi. Không lâu như vậy đâu. Tôi sẽ không để cô ở đó lâu như vậy đâu. Hiện tại, chúng ta có rất nhiều vụ án cần giải quyết. Tôi sẽ không để cô ở đó lâu như vậy. Được rồi. Vài tháng nữa, chúng ta sẽ kết thúc vụ án này. Vâng. Được rồi, cô xuống trước đi. Rõ.
Không biết bạn gái của Kỷ Nam là người như thế nào nhỉ? Em nghĩ cô ấy chắc là rất xinh đẹp. Cha, nào, em vào đi. Đây chính là cha anh. Cháu chào bác trai. Được, tốt lắm. À, còn đây là... Cứ gọi tôi là A Linh đi. Chào cô. Ngồi xuống, mau ngồi xuống. Nào, ngồi xuống đi. Đúng rồi, ăn kẹo nhé. Phương Trinh, em ăn kẹo đi. Nghe nói cháu học ở trường nữ sinh à? Dạ đúng thưa bác trai. Nghe nói cháu cũng rất thích mỹ thuật. Vâng, thưa bác. Vậy cháu và Kỷ Nam nói chuyện với nhau chắc hợp lắm à? Dạ đúng thưa bác. Vậy anh lại muốn hỏi gì nữa? Anh đừng thẩm vấn con gái nhà người ta nữa. Được rồi, hôm nay trong nhà có tới hai người đẹp, làm cho cả căn nhà bỗng trở nên rực rỡ hẳn lên luôn. Nào, nào, chúng ta cùng ăn cơm nhé. Đi thôi. Đi nào. Nào, nào. Ăn cơm đi. Đũa của em đây, được, cảm ơn anh. Nào, cảm ơn bác. Đây là món gà xào cung bảo mà em thích này. Nào, ăn đi. Vâng. Phương Trinh, bữa trưa em ăn có được không? Tốt thật đấy. Cha anh rất nhiệt tình. Và cả mẹ kế của anh. Đừng nói về cô ta được không? Thật sự mà nói thì anh vẫn chưa chấp nhận cô ta đâu. Em nghĩ Kỷ Nam của chúng ta tìm đâu ra một cô gái xinh đẹp như thế chứ? A Linh, em thấy con bé thế nào? Cô ấy chẳng ra làm sao cả. Đúng là chẳng ra làm sao cả. Sao có thể bì được với vợ anh chứ? Cha, chúng con ra ngoài đi dạo đây. Buổi tối chúng con không về ăn cơm đâu. Đi thôi. Con. Em vào đi. Em vào đi. Sao lại bẩn quá vậy? Có lỗi với em quá.
Chỗ này là do bạn học tìm giúp anh. Nếu không có bọn họ, thì anh cũng không biết phải làm sao. Chúng ta có thể ở khách sạn mà. Không được. Khách sạn không an toàn. Rất dễ bị họ phát hiện. Được rồi, em nghe lời anh. Bắt đầu từ hôm nay, em và anh sẽ ở chung một căn nhà. Như thế sao mà được, chúng ta chưa kết hôn mà. Vậy nếu thuê cho em một phòng riêng, thì em có sợ không? Sợ chứ. Vì thế, em chỉ có thể ở đây thôi. Vậy thì, mặc dù chúng ta ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng ở giữa phải chia ra. Không ai được vượt qua ranh giới đó. Được. Được rồi. Anh không đợi đến lúc kết hôn sao? Ngay lúc này chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng không có nghi lễ gì hết sao? Đây chính là nghi lễ. Đợi đã. Anh đợi đã. Có một điều em muốn nói rõ với anh. Là chuyện gì thế? Em đã không còn là con gái nữa. Cái gì? Em vừa nói gì? Em... Em không còn là... Em không còn là con gái sao? Vì sao em không nói sớm? Sao em lại không nói sớm chứ? Anh... Sao anh có thể cưới một người? Cưới một người đã không còn là con gái được. Anh... Em sợ mất anh. Chẳng lẽ em... Em lại là một người phụ nữ tùy tiện như vậy à? Anh đừng nói bậy. Em không phải loại phụ nữ đó. Vậy rốt cuộc là tại sao? Em nói đi. Em nói ra đi. Khi em còn nhỏ, em đã bị cưỡng bức. Hắn là ai? Em không quen biết hắn. Hắn chỉ là một người lạ thôi. Ngày mai em sẽ rời xa anh. Em tưởng anh yêu em như vậy thì anh sẽ không vì lỗi lầm đó mà coi thường em. Nhưng không ngờ anh cũng là một người vô tình vô nghĩa.
Em đừng khóc nữa. Chỉ là vì chuyện này quá bất ngờ, nên anh mới nhất thời không chấp nhận được. Phim được dịch, thuyết minh. Người phụ nữ bên cạnh anh là đặc vụ. Cô là đặc vụ thật sao? Anh tin những gì được viết trong lá thư này sao? Tôi... tất nhiên là tôi tin rồi. Vậy thì anh giết em đi. Sao tôi có thể giết cô được? Thế nên em mới khuyên anh đừng tin lời anh ta nói. Nhưng Cao Đạt chưa bao giờ lừa dối tôi. Nếu em là đặc vụ thì tên Cao Đạt đó làm sao mà biết được? Nhưng cô có rất nhiều điểm đáng ngờ. Anh nói thử xem. Một là cô bỗng nhiên xuất hiện ở bờ sông. Việc này vốn dĩ đã rất đáng nghi rồi. Một cô gái nhà lành thì ai mà dám một mình đi đến vùng ngoại ô. Thứ hai, cô luôn ở bên tôi như hình với bóng. Còn ngoài ra, cô chẳng có gì để làm cả. Thứ ba, tôi rất muốn đi gặp cha mẹ cô, nhưng cô cứ lưỡng lự không chịu. Thứ tư, cô đã không còn là con gái nữa. Và thứ năm là tôi phải bỏ học và trốn đến đây, nhưng cô cũng theo tôi đến đây vì em yêu anh, nên em mới không muốn rời xa anh. Không ngờ anh lại nghi ngờ em.
Cô có súng. Cô. Chắc chắn là cô phải có súng. Cuối cùng tôi cũng tìm được rồi. Cô có súng. Vậy cô đúng là đặc vụ. Đó chỉ là hộp trang điểm mà thôi. Em mà bắt được tên cao đặt này, em nhất định phải xé xác hắn thành từng mảnh. Cô nói vậy nghĩa là cô thực sự là đặc vụ. Anh nói bậy, anh mới là đặc vụ ấy. Nhưng cô vừa nói muốn xé xác cao đặt còn gì. Bởi vì hắn sẽ cướp người em yêu ra khỏi em. Hắn còn vu khống em là đặc vụ nữa. Nhưng tại sao anh ấy lại phải làm thế? Tại sao? Em cũng không biết. Sao anh ta lại làm vậy chứ? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, tình yêu sét đánh của chúng ta đến có bất ngờ quá không? Cho đến bây giờ, tôi vẫn chẳng biết là tôi hiểu được bao nhiêu về con người cô nữa. Từ khi anh đến vùng nông thôn này thì anh đã thay đổi rồi. Anh trở nên lo lắng và nghi ngờ mọi thứ. Tất cả đều là do tên khốn cao đạt đó. Đừng hiểu lầm cao đạt. Hiểu lầm sao? Em phải gặp hắn để hỏi hắn xem sao hắn lại làm thế. Tên cao đạt này nhất định là chưa đi xa. Chắc chắn là đang ở quanh đây. Hơn nữa còn luôn theo dõi chúng ta. Có phải hắn đã động lòng với gia sản của nhà anh không? Hắn muốn kiểm soát nhà của anh. Anh cao đạt sao có thể là loại người như vậy? Chắc chắn là hắn có âm mưu gì đó. Không thể nào. Không thể như vậy được. Như vậy là anh đã tin anh ta? Đương nhiên là tôi tin anh ấy. Trời ơi, em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan ức này. Chúng ta cứ tách nhau ra một thời gian đi. Anh thật tàn nhẫn. Tôi nghĩ chúng ta hãy xa nhau một thời gian, xem như là thử thách đi. Đứng lại. Anh không được đi. Vì sao? Tôi không cho phép anh đi. Chẳng lẽ là vì tình yêu sao? Không chỉ như thế, còn gì nữa? Còn một lý do nữa. Tôi nghĩ trong lòng anh biết rõ. Cô thật sự là... Hết cách rồi. Đây là do anh ép tôi làm đấy. Cô thực sự là đặc vụ. Anh nói đúng, tôi là đặc vụ của quân đội. Trời ơi, thật kinh khủng. Anh quá ngây thơ và mơ mộng quá nhiều. Một giấc mơ lãng mạn. Tiếc thay, giấc mơ này quá ngắn ngủi. Muốn làm gì tôi? Tôi muốn dùng anh làm mồi nhử để câu được con cá lớn. Đáng tiếc lại bị cao đạt phát hiện. Không còn cách nào, đành để anh phải đi cùng tôi một chuyến thôi. Đi thôi. Cô định đưa tôi đi đâu? Tất nhiên là giao cho cấp trên của tôi rồi. Còn về việc cô ấy làm gì với anh thì không liên quan gì đến tôi nữa. Lẽ nào cô không niệm tình cũ của chúng ta như vậy sao? Lẽ nào
Cô không cảm thấy hổ thẹn chút nào sao? Anh đừng nói nữa. Tôi không phải người phụ nữ bình thường, cũng không phải nữ sinh ngây thơ lãng mạn. Anh hiểu chưa? Tất cả những gì tôi đã làm với anh đều là diễn cả. Anh hiểu chưa? Hạ đồ mọt sách. Thật không ngờ. Có rất nhiều điều anh không ngờ tới, bởi vì anh còn quá trẻ và ngây thơ. Nếu chúng ta đã là người dưng, không còn chút tình cảm nào nữa, vậy thì cô cứ kết liễu tôi. Ở đây đi. Không. Tôi muốn anh đi theo tôi. Không. Tôi không muốn đến chỗ của cô. Thay vì phải chịu đựng trong tù, thì tôi thà bị bắn còn hơn. Nếu anh hợp tác với chúng tôi, thì anh không cần phải vào tù, cũng sẽ không mất mạng. Sao tôi có thể hợp tác với các người được? Tôi ghét các người. Vì để bảo vệ sự thống trị đen tối này mà các người không ngừng bắt cóc, ám sát và bức hại người vô tội. Tôi là một sinh viên đàng hoàng, sao có thể hợp tác với các người? Anh còn trẻ, anh không nghĩ đến tương lai của mình sao? Anh mới hai mươi mấy tuổi. Hai mươi mấy tuổi thôi. Anh không thấy đáng tiếc sao? Cứ thế mà lìa đời sao? Tôi không muốn mất mạng. Tất nhiên tôi không muốn mất mạng. Nhưng các người sẽ bắn tôi tan xác. Tôi còn cách nào đâu chứ? Nếu anh quay về thành phố với tôi, thì có lẽ anh vẫn sẽ được sống. Cô nói dối tôi lâu như vậy, sao tôi có thể tin lời cô được? Tôi thề với anh, tôi sẽ giữ lời. Đây đâu phải lần đầu tiên cô thề với tôi. Nếu đã như vậy, thì anh đừng trách tôi máu lạnh vô tình. Này, anh gì ơi? Anh có thể giúp tôi tìm một chiếc xe ngựa không? Cô muốn làm gì vậy? Tôi muốn về thành phố. Tôi có xe ngựa, nó ở đằng kia kìa. Cô có thể cho tôi xem đồ đạc là gì không? Được rồi, theo tôi vào đi. Đây là đồ của tôi. Anh khiêng nó lên xe đi. Được, không vấn đề gì. Đưa đến thành phố phải không? Phải. Nhưng mà đây là cái gì vậy? Anh đừng có hỏi nữa, nhanh bốc hàng đi. Không được. Thưa cô, xe ngựa của tôi không thể chở thi thể được. Như vậy sẽ xui xẻo cả đời đấy. Sao có thể là thi thể được? Nhanh bốc hàng đi. Vậy cô có thể cho tôi xem nó là gì không? Đừng hỏi nữa. Anh nông dân à, không muốn sống nữa à? Muốn, tôi muốn sống. Xin cô tha mạng cho tôi, biết sợ là được. Nhanh bốc hàng lên xe đi, vâng ạ. Đừng cử động. Nếu không tôi sẽ bắn anh. Thả tôi ra. Không được cử động, mau thả tôi ra. Không ai được cử động. Kỷ Nam, nằm yên. Nếu không tôi sẽ bắn anh. Không được cử động. Cô thả anh ta ra, tôi sẽ đi với cô. Cao Đạt. Cao Đạt.
Anh là Cao Đạt sao? Vậy thì sao? Tôi đã tìm anh rất lâu rồi, không ngờ lại gặp anh ở đây. Đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Ngồi yên đó, anh động đậy thì tôi sẽ bắn anh. Thả cậu ấy đi, tôi sẽ đi với cô. Cậu ấy chỉ là mồi nhử của cô. Không phải cô muốn câu cá sao? Nếu cô đã bắt được tôi rồi, cô nên để cậu ấy đi. Cậu ấy là một thanh niên vô tội. Được thôi, tôi với anh hãy thỏa thuận. Anh chỉ cần ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi sẽ thả anh ta đi. Tôi sẽ đi với cô. Được. Bây giờ anh mở còng tay của Kỷ Nam ra. Tự đeo còng vào tay mình đi. Tôi sẽ để anh ta đi. Cao Đạt, tôi thật sự rất nhớ anh. Kỷ Nam, tôi cũng nhớ cậu. Anh không nên tới cứu tôi. Đừng nói thế. Phương Trinh, cô để Cao Đạt đi đi. Tôi sẽ đi với cô. Anh đi với tôi sao? Mạng của anh không đáng giá bằng của hắn đâu. Bởi vậy tôi mới cầu xin cô thả Cao Đạt ra. Kỷ Nam, anh đi đi. Tôi cho anh đi đấy. Không, tôi không đi. Tôi không thể trơ mắt nhìn cô đưa Cao Đạt đi. Kỷ Nam, Cao Đạt là người tôi quý trọng nhất. Đừng nhiều lời nữa, đi mau đi. Nếu không, súng của tôi sẽ lấy mạng anh. Phương Trinh, tôi, Kỷ Nam. Kỷ Nam, cậu nghe tôi nói lời cuối được không? Cậu mau đi đi. Cao Đạt, đeo cổ tay vào. Kỷ Nam à, cậu mau đi đi. Tôi, đi nhanh. Mau đi đi. Đi nhanh đi. Đeo cổ tay vào. Nhanh. Nếu anh không đeo vào, tôi thực sự sẽ bắn đó. Tôi rơi vào tay cô rồi. Sớm muộn gì cũng trầu trời. Tôi sẽ không đi theo cô đâu. Tôi chỉ muốn chết ở đây. Nằm mơ đi. Sao tôi có thể để anh chết ở đây được? Phải ha? Tôi biết. Cô sẽ không để tôi ngủ bây giờ đâu. Bởi vì cô và sếp của cô muốn dùng tôi để lập công, để đổi lấy tiền và được thăng cấp. Vì vậy, tôi nhất định sẽ không để các cô được như ý muốn. Anh cố chấp thật đấy. Nếu anh không muốn đi, tôi chỉ đành cưỡng ép anh đi. Chạy thôi. Kỷ Nam. Kỷ Nam.
Kỳ Nam à, cậu không sao chứ? Không sao, tôi ổn. Tôi không sao. Thật sự không sao đâu. Ổn mà. Anh khoan bắn đã. Để tôi nói vài lời. Kỷ Nam, em thật lòng yêu anh. Cô lại lừa tôi. Điều em vừa nói là lời thật lòng. Em muốn nói vài lời thật lòng với anh. Nếu cô yêu tôi, sao cô lại muốn hại tôi? Trong cơ thể em có đến hai nhân cách. Một nhân cách là gián điệp, tàn nhẫn, xảo quyệt, vô tình. Em phải chấp hành mọi mệnh lệnh của cấp trên trong quân thống. Em lừa dối anh, muốn dùng anh làm mồi nhử để dễ dàng bắt được Cao Đạt. Nhưng cách còn lại là một người con gái. Một người con gái khao khát hạnh phúc. Một người si tình. Một người con gái muốn có được tình yêu. Cô đừng nói nữa. Tôi đã không còn xem cô là một người con gái nữa. Em sắp không trụ được nữa. Anh có thể đồng ý một thỉnh cầu của em không? Cô nói đi. Làm ơn, sau khi em ra đi, đừng hận em. Được. Tôi không hận cô. Anh có thể hôn em không? Đủ rồi. Em ra đi cũng cam tâm rồi. Đừng. Em sẽ sống. Anh không để em chết ở đây đâu. Anh sẽ đưa em đến Đại Sơn, đến một hòn đảo. Em và anh không thể ở bên nhau. Dù cho em có sống sót, em cũng không thể ở bên anh. Tại sao? Bởi vì quân thống quy định không được kết hôn. Em nhất định phải ở trong quân thống đó sao? Anh nói rồi, chúng ta chạy trốn. Chúng ta cùng chạy trốn đi. Tất cả đã quá muộn rồi. Tiếc là em tỉnh ngộ quá muộn. Có lẽ em sắp đoàn tụ với ông bà rồi. Con người đến lúc lâm chung mới tỉnh ngộ. Em đừng đi. Em đừng bỏ anh. Kỷ Nam à, anh có yêu em không?
yêu, anh yêu em. Vậy là được rồi. Coi như cuộc đời em đã không quá vô nghĩa. Em đã được yêu. Tình yêu của một người tốt đẹp. Anh ấy đẹp trai, lại tài giỏi. Phương Trinh à, em không cần nói nữa. Anh đưa em đến bệnh viện. Đừng, không được. Họ mà phát hiện, họ sẽ xử anh đó. Anh không sợ, anh không sợ gì cả. Kỷ Nam à, em còn một điều muốn nói. Em đã nói dối anh rất nhiều lần. Anh có thể tha thứ cho em không? Được, anh sẽ tha thứ cho em. Anh sẽ tha thứ hết cho em. Chúc anh tìm được một cô gái tốt. Phương Trinh à, Phương Trinh. Em ơi, Phương Trinh à, Phương Trinh. Phương Trinh à. Quân Thống đã hại bao nhiêu người? Hại người khác, cũng là hại chính họ. Cô ấy cũng là con người, cũng là một cô gái tội nghiệp. Phương Trinh ơi, Phương Trinh à. Kỷ Nam à, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Tôi đưa cậu đến khu giải phóng, cậu muốn đi không? Tôi đồng ý. Nhưng tôi phải về thăm cha tôi. Không được. Tên đặc vụ nhắm vào tôi đã mất. Tôi không còn gặp nguy hiểm nữa. Theo tin tình báo đáng tin cậy, người của quân thống chia làm hai hướng. Một bên nhắm vào cậu, một bên nhắm vào cha cậu. Họ muốn thông qua manh mối của hai người để tìm chúng tôi. Vậy tôi càng nên quay về báo cho cha tôi biết. Cùng tôi đến khu giải phóng. Làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng tôi không thể không đi. Tôi là người gửi thuốc cho các anh, không phải cha tôi. Tôi không thể liên lụy đến cha tôi. Kỷ Nam à, cậu cứ yên tâm. Tổ chức đã sắp xếp xong cả rồi. Chúng tôi chắc chắn sẽ đến đúng thời điểm giải cứu cha cậu. Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi. Ở phía trước có trạm liên lạc của chúng tôi. Họ sẽ đưa cậu đi. Cậu đó cứ yên tâm lên đường đi. Đi thôi.